chuyện Xuyên Việt Chi Tiểu Hầu Gia Đương Gia Tác giả Tử Sắc Mộc Ốc Dịch và đọc bởi Mộc Nhiên chương 361 Tam Hoàng Tử nhìn Lý Lạc rất khó hiểu Nhưng nếu Lý Lạc nói như vậy Y cũng không có lý do phản đối Dù sao mặc kệ có hay không phản đối Lý Lạc khẳng định sẽ một mình cô hành Y không có quyền quyết định Đã như vậy thì tùy ngươi một đường bảo trọng. Ừ, bảo trọng. Lý Lạc mang theo Lý Trường Thành, Ngụy Sinh và 20 thị vệ tách khỏi Tam hoàng tử. 20 thị vệ theo đuôi, hắn và Lý Trường Thành, Ngụy Sinh đi trước, miễn cho đội ngũ nhiều mục tiêu quá rõ ràng. Thiếu gia, trước khi lên ngựa, Ngụy Sinh nói: "Điều tra người kia, mấy ngày này y mới đến huyện thành, cho nên không tra được tư liệu chi tiết." "Vất vả rồi." Lý Lạc nói. "Không cần điều tra nữa, Tối hôm qua y đã xuất hiện. Tối hôm qua Ngụy Sinh hỏi thăm tin tức, hơn nữa phòng của y và phòng của Lý Lạc cách nhau một khoảng cách, động tĩnh của Lý Lạc cực nhỏ, hầu như không có, cho nên y không biết tình huống bên Lý Lạc. Tối hôm qua xuất hiện, Ngụy Sinh giật mình, Lý Lạc ừ một tiếng. Một người đeo mặt nạ, có phải y hay không không rõ, nhưng có một cặp mắt giống như người kia, rất quen thuộc chuyện của ta. Cho nên ta cảm thấy hẳn là y. Y nói Đại hôn của Văn La Thanh Nỡ là mộ địa của ta, chuyên vì đối phó ta mà tồn tại. Cái gì? Lúc này Ngụy Sinh cũng khẩn trương như Lý Trường Thành tối hôm qua. Ý người đó là sao? Lý Lạc lắc đầu, không biết. Chỉ là có một điều ta không hiểu, tại sao Y lại che mặt? Nếu như là thám hoa lang, trực tiếp xuất hiện là được. Hay là Y cho rằng che mặt rồi ta sẽ không nhận ra. Đối phương xuất hiện, khẳng định còn có lần sau. Ngụy Sinh nói điểm này lý lạc đồng ý hắn xác định đối phương là cố ý xuất hiện nhưng mục đích là cái gì hắn không biết đi thôi tường văn quốc ta thật sự muốn đi không đi không được đối phương càng cản trở hắn càng muốn đi tuy nhiên không thể dùng gương mặt này ngụy sinh mặt nạ da người của ngươi có thể làm thêm ba cái nữa không để chuẩn bị cho mọi tình huống thuộc hạ mang theo sáu tấm ngụy sinh trả lời được thay đổi diện mạo của ba người chúng ta Lý Lạc nói: Cho dù thay đổi, chúng ta vẫn là ba người, mục tiêu rất rõ ràng. Lý Trường Thành nói: Không sao, thị vệ phía sau gia nhập thêm hai người, ta và Trường Thành giả làm phu thê, nam giả nữ trang để ta, Ngụy Sinh giả làm quản gia, thị vệ giả làm hạ nhân. Lý Lạc nói: Bốn chữ nam giả nữ trang, làm Lý Trường Thành và Ngụy Sinh lắp bắp kinh hãi. Bất quá, rất thú vị, hai người trong lòng lén lút cười. Đừng cười trộm Lý Lạc nhìn vẻ mặt là biết hai người suy nghĩ cái gì. Nếu không phải Trương Thành và Ngụy Sinh hai người các ngươi quá rõ ràng, các ngươi tưởng ta nguyện ý. Lý Lạc 18 tuổi, Lý Trường Thành 28 tuổi, Ngụy Sinh hơn 30 tuổi, hai đại nam nhân thật sự không thích hợp nam giả nữ trang, cho nên Lý Lạc mới hy sinh. Kết quả là bị hai người cười trêu. Thuộc hạ không dám, Lý Trường Thành lập tức nói. Thuộc hạ cũng không dám, Ngụy Sinh cũng không phải là kẻ ngốc. Lý Lạc Lý Trường Thành và Ngụy Sinh trên đường đi, dựa theo kế hoạch của họ, vốn sẽ mượn một nhà nông ở tạm. Kết quả là, khi ba người cưỡi ngựa trên đường, gặp phải xe ngựa đối diện, ai nhường đường trước đây? Xe ngựa dừng lại, trong xe ngựa thoát ra một giọng nói hơi già dặn. Có chuyện gì vậy? Hồi lão ra, bên kia có ba người cưỡi ngựa chạy tới, chạy vào chỗ chúng ta. Hạ nhân nói. Chúng ta ngồi xe ngựa không tiện tránh, đi thỉnh bên kia đi. Lão ra ra lệnh. Vâng hạ nhân tới chỗ ba người Lý Lạc. Xin chào ba vị lão gia, xin ba vị lão gia nhường đường được không? Xe ngựa của lão gia hơi lớn nên có chút bất tiện. Kỳ thật nhường đường cũng là một loại môn đạo, mặc kệ ở nơi nào, từ trước đến nay chỉ có hạ quan nhường đường cho thượng quan, không có trường hợp thượng quan nhường đường cho hạ quan. Dựa theo quan vị của Lý Lạc, thiên hạ này chỉ có ba người mới có thể bảo hắn nhường đường. Hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử. Nhưng bây giờ đi ra ngoài, người trước mặt nói chuyện chiếm ưu thế, vì vậy Lý Lạc đáp ứng. Được, hắn thúc ngựa qua một bên. Đa tả ba vị lão gia, mặc kệ thân phận đối phương là gì, gọi lão gia luôn là tôn kính đối phương. Sau đó chiếc xe ngựa đối diện đi đến, bởi vì gió trên đường có chút to cho nên rèm xe ngựa thổi lên. Dừng xe! Ngay khi xe ngựa đi ngang qua nhóm Lý Lạc, người bên trong vội vàng nói, sau đó đối phương từ cửa sổ xe ngựa nhìn ra. Vị đại nhân này chính là Trung Dũng Hậu. Người bên trong hỏi. Lý Lạc quay đầu, có chút kinh ngạc. Đối phương nhận ra mình. Đúng vậy. Các hạ là... Nhìn tuổi đối phương có chút lớn, ước khoảng 50, hiển nhiên không phải là người quen biết trong trí nhớ của Lý Lạc. Đối phương từ trên xe ngựa xuống. Thảo Dân, Tề Đức Quân, bái kiến hầu gia. Thảo Dân là thương nhân, là cố giao với khấu hải phong. Năm đó, Kinh Thành Quyên góp tiền cho tướng sĩ thủ vệ biên cương, Thảo Dân từng đi qua, bởi vậy may mắn được gặp mặt Hầu Gia. Nhưng lúc ấy Hầu Gia còn nhỏ, Thảo Dân vừa rồi lớn mặt thử một lần. Trong mắt Lý Lạc hiện lên kinh hỷ, đích xác là rất kinh hỷ. Người chính là Tề Đức Quân, bản Hầu Nghe Khấu Hải Phong nhắc tới là huynh đệ kết nghĩa của y. Mỗi năm quyên tiền cho trường quân sự và trường y đều có tên của người. Bạn hầu nhớ rõ các tôn tử của ngươi là nhóm quân giáo sinh y giáo sinh đầu tiên. Tề Đức Quân cười nói. <cười> hầu ra nhớ thật tốt. Đúng vậy, hai đứa tôn tử của ta đã tốt nghiệp học viện quân sự. Một đứa tốt nghiệp trường y. Hiện tại một đứa về nhà mở y quán, hai đứa còn lại ở biên giới trang quân công. Còn phải đa tạ tiểu hầu ra bồi dưỡng. Khách khí, khách khí. Nhóm quân giáo sinh và y giáo sinh đầu tiên đều là nẻ mặt bạn hầu mới tới là bản hầu và cảm ơn sự tiến nhiệm của các ngươi. Tề Đức Quân quyên góp hàng năm chỉ đứng sau Khấu Hải Phong là một thương nhân thành đạt, cũng là một thương nhân có lương tâm. Triều đình đối với thương nhân có lương tâm đặc biệt khoan dung. Tôn Tử của Tề Đức Quân tốt nghiệp, tự tay Lý Lạc viết thư giới thiệu, đề cử tới quân doanh Tây Bắc. Chỉ là hắn chưa từng gặp mặt Tề Đức Quân, không ngờ hôm nay có duyên phận như vậy, cho nên Lý Lạc mới cảm thấy kinh hỉ. Hầu ra đi làm công vụ sao? Tề Đức Quân hỏi. Nhưng không phải do hỏi ý tứ của Lý Lạc, phỏng trường còn có ý khác. Lý Lạc hiểu rõ, cho nên Lý Lạc nói. Cũng không phải, bảng hữu thành thân, gửi thiếp mời, bản hầu xuất phát sớm, vừa du sơn ngoạn thủy, vừa nhìn dân tình. Hầu gia ưu quốc ưu dân, là phúc khí của dân chúng chúng ta, Tài Đức Quân nói. Không biết hầu gia có thể ở lại huyện thành tiếp theo mấy ngày, thảo dân có việc trạch ở huyện thành tiếp theo, hầu gia nếu cần, thảo dân quét đường nghênh đón. Lý Lạc khẽ cười nói. Không quấy rầy tài lão ra chứ. Sẽ không, sẽ không. Thảo Dân mới kết thúc một giao dịch, vốn định về nhà, không ngờ đụng phải hầu ra. Tài Đức Quân giải thích. Như vậy ta từ chối thì bất kính, mời tài lão ra dẫn đường. Hầu ra có muốn lên xe ngựa không? Tài Đức Quân mời. Được. Lý Lạc nhảy lên xe ngựa. Xe ngựa của Tài Đức Quân bề ngoài đơn giản, nhưng bên trong vô cùng thoải mái. Xe ngựa lớn hơn xe ngựa bình thường một chút, là để làm cho mình thoải mái, thường nhân không thiếu nhất chính là bạc, vì vậy sẽ không bao giờ quên làm cho mình thoải mái. Điều này rất nhiều dân chúng không thể thực hiện, bởi vì ở thời cổ đại, nếu không phải rất giàu có, đặc biệt là dân chúng không sẵn sàng chi tiêu, họ phải tiết kiệm tiền cho nhi tử cưới vợ. Thật ra nam nhân cổ đại không cần mua nhà ở, thành thân xong thì sống chung với người nhà. Xét về mặt áp lực không bằng người hiện đại, chỉ có điều kiện sống là yếu kém. Hai người, một người là mệnh quan triều đình, Quyền khuynh thiên hạ, một người là thương nhân là đối tượng mà quan viên khinh miệt nhất. Đúng ra không có chung chủ đề, nhưng Lý Lạc không phải loại người thích mua danh chuộc tiếng. Phải biết rằng địa vị thương nhân hiện đại rất cao, có tiền là có thể mua tất cả, cho nên Lý Lạc không coi thường thương nhân cổ đại. Thương hiệu tẻ gia các ngươi là tổ tiên truyền lại sao? Lý Lạc hỏi. Tề Đức Quân đáp: Không, là do chính thảo dân tự xây dựng. Tổ tiên của thảo dân là đồ tể bán thịt lợn bất quá lợn nhà thảo dân là tự mình nuôi cho nên điều kiện từ nhỏ coi như là không tệ bán thịt lợn đặc biệt là vào mùa hè nếu không bán hết thịt ngày hôm sau không tốt vì vậy thịt lợn không bán hết trong ngày chỉ có thể ngâm trong muối bởi vậy thảo dân nghĩ đến thịt khô bắt đầu làm ăn không sai thịt khô dễ dàng lưu trữ hơn nữa quanh năm cũng sẽ không hư hỏng bình thường cũng có thể làm đồ ăn nhẹ đặc biệt là thịt bò khô rất đắt tiền tuy nhiên trong thời cổ đại người dân không dám ăn thịt bò, bò dùng để cày ruộng. Một số nơi nghèo hơn thì dùng lừa để cày cấy, nghèo hơn một chút thì thậm chí không có lừa để cày. Thịt đối với dân chúng bình thường là đồ xa xỉ, Tề Đức Quân giải thích, sau đó kể lại quá trình làm giàu. Vừa mới bắt đầu tuổi trẻ khí thịnh, làm ăn buôn bán dựa theo suy nghĩ của riêng mình. Hậu quả sau này mắc một đống nợ, quan tài cho lão phụ lão mẫu thảo dân cũng không có. Chính là khi đó nhận thức khấu hải phong lão gia y giúp thảo dân rất nhiều mới có thảo dân ngày hôm nay khấu hải phong là một thương nhân vĩ đại y vĩ đại không chỉ bởi vì khấu gia có thành tựu ngày hôm nay quan trọng hơn vẫn là bởi vì nhân đức của khấu hải phong phẩm chất của y rất tốt hơn nữa hành vi lớn mặt dám nghĩ dám làm ấn tượng của lý lạc đối với khấu hải phong đương nhiên là rất tốt hơn nữa khấu hải phong thức thời khấu gia có thể lăn lộn trong cả thương trường và quan trường như hôm nay đều nhờ lý lạc một tay kéo lên nếu không có lý lạc Khấu gia chỉ là một thương nhân, có lẽ một ngày nào đó sẽ đi vào triều, nhưng sẽ không nhanh như vậy. Người trong triều đình cũng sẽ không nể mặt bọn họ như hôm nay. Đương nhiên, Lý Lạc cũng phải thừa nhận, hắn và Khấu gia cùng có lợi. Hắn lợi dụng Khấu gia kiếm tiền, rửa tiền, số tiền này dùng cho triều đình, cho dân chúng, cho nên bắt đầu như thế nào cũng không quan trọng. Triều đình mệnh quan rửa tiền, đây là phạm pháp luật nghiêm trọng. Nhưng vậy thì sao? Không phải quyền lực quyết định hết thảy. Đúng rồi, Thời gian trước Thảo Dân đã gặp một người, có chút tương tự tiểu hầu ra. Thiếu chút nữa nhận sai, tài đức quân đột nhiên nhắc tới. Bất quá, tuổi tác đối phương hơi lớn, ước chừng 30. Trường 362, nam tử phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại. Lý lạc tim đập ra tốc, lời nói của tài đức quân như bao hàm một tin tức không ngờ. Giống mình, tuổi khoảng 30, mới gặp thời gian trước, không lẽ... Tình huống lúc đó thế nào? thanh âm lý lạc có chút nghiêm túc. Tẻ Đức Quân khôn khéo sắc sảo, đương nhiên nghe được một chút tin tức từ giọng nói của Lý Lạc. Ta gặp ở huyện Bàn Thành, ta ở đó đàm sinh ý. Huyện Bàn Thành có một nhà, ca vũ phường. Cô nương bên trong ca vũ phường nổi danh tài mạo song toàn, nổi danh khắp các vùng lân cận. Ca vũ phường, thanh lâu. Lý Lạc hỏi, tẻ Đức Quân có chút ngượng ngùng. <laughs> Khác thanh lâu, nhưng thật ra cũng là thanh lâu tốt hơn một chút, không hỗn loạn như thanh lâu. về phần hỗn loạn, đương nhiên là quan hệ nam nữ. các cô nương ở đó chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng sự thật thì không biết chừng. ở độ tuổi của tài đức quân nói đến thanh lâu cũng khá xấu hổ. không sao, người nói tiếp đi. thời đại này cũng có tiểu thư, còn hỗn loạn hơn thời cổ đại. tiểu thư hiện đại một ngày mấy vị đàn ông cũng có. lý lạc không có thành kiến. lục ấy Mấy thương nhân chúng ta muốn tìm Thanh Thanh cô nương. Nhưng lão bản ca vũ phường nói Thanh Thanh cô nương đã có người. Thảo dân nghĩ rằng các bằng hữu không phục cho nên xông vào khuê phòng của Thanh Thanh cô nương. Mà người ở trong phòng Thanh Thanh cô nương là người nọ. Tẻ Đức Quân nói. Ban đầu Thảo dân còn tưởng là tiểu hầu ra. Vô cùng hoảng sợ. Hử? Giống bản hầu? Lý Lạc cười hỏi. Không 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 không. Tẻ Đức Quân vội vàng giải thích. Chỉ là lúc Thảo Dân gặp Tiểu Hầu Gia, Tiểu Hầu Gia mới 7 tuổi, mà qua 11 năm, Thảo Dân cũng không biết Tiểu Hầu Gia cụ thể sẽ trưởng thành như thế nào, cho nên lần đầu tiên gặp người đó mới nhìn lầm. Nhưng sau khi xem xét độ tuổi đối phương thì lại không giống. Bất quá, cặp mắt của Y quả nhiên giống với cặp mắt của Tiểu Hầu Gia. Nói đến thật là kỳ quái, cặp mắt xinh đẹp như Tiểu Hầu Gia cũng không phải là không có. Thế nhưng, không phải ai cũng có cặp mắt giống Tiểu Hầu Gia. Lý Lạc nghĩ, không lẽ là di truyền? đôi mắt tương tự như mình là di truyền từ lạc tộc. Về sau thì sao? Về sau đối phương lạnh lùng nhìn, khiến chúng ta chấn động, ánh mắt của y rất lạnh lùng, sắc tựa như đau, làm cho người ta sinh lòng sợ hãi, hơn nữa thân thể run rẩy. Sau đó, lão bản ca vũ phường đến, chúng ta lấy cớ rời đi. Hiện tại hồi tưởng, Thảo Dân còn mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Tề Đức Quân nhớ lại lúc đó, chân run tới mức đi không nổi. Lợi hại như vậy, Ánh mắt lạnh lùng, Lý Lạc đột nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy, hắn rốt cuộc phát hiện ra sự khác biệt. Đầu tiên là thám hoa lang năm đó, từ trong ánh mắt mà nói là một nam tử phong lưu đa tình, y ngồi trên xe ngựa, ném mịn nhãn với mọi người, còn hôn gió, mà người nhìn thấy ở cách đếm kia, cùng mình lướt qua, hiển nhiên không giống tính cách thám hoa lang. Nhưng vị nói cho mình biết hôn yến của văn là thanh nữ là mộ địa, tính cách ngược lại, rất giống thám hoa lang, không giống vị kia. Không lẽ thám hoa lang và người buổi tối hôm đó là một người, cùng với vị kia không quen biết mình là hai cá nhân khác nhau. Một người không biết mình và người tề đức quân nhìn thấy là cùng một người. Người có ấn tượng gì về diện mạo của người đó không? Lý Lạc hỏi. Gặp qua, cả đời khó quên. tề đức quân trả lời, khí thế đối phương mạnh mẽ như vậy, ánh mắt giống như muốn giết người, ông làm sao có thể quên. Nói đến cũng kỳ quái, người như vậy dĩ nhiên sẽ tới ca vũ phường có lẽ y không phải đi tìm ca nữ lý lạc nói chỗ này của người có giấy bút không có tiểu hầu gia là muốn trong xe ngựa có bàn nhỏ lý lạc trực tiếp vẽ trên bàn nhỏ một lát sau hắn vẽ xong người xem một chút nam nhân kia có giống thế này không tề đức quân tiến lại gần sau đó mở to hai mắt đúng vậy chính là y tiểu hầu gia biết y lý lạc lắc đầu không biết nhưng từng gặp mặt huyện Bàn Thành. Nơi này là huyện Thành Tề Đức Quân gặp người kia, cũng là nơi ông vừa nói chuyện làm ăn mấy ngày trước. Lý Lạc bây giờ đang ở trong thôn trang của Tề Đức Quân tại huyện Bàn Thành. Tề Đức Quân xuất hiện thật sự là quá trùng hợp. Có trang tử của Tề Đức Quân yểm hộ, bọn họ trực tiếp ở chỗ này dịch dung. Chờ Lý Lạc mặc đồ nữ trang đi ra, tất cả mọi người trọn tròn mắt. Thiếu giá, ngài không nên đi ra ngoài. Ngụy sinh rất có lương tâm nhắc nhở. Lý Lạc nghi hoặc. <laughs> Lý Trường Thành ho khan một chút. Ngụy Huy nó phải, ta cũng không tán thành thiếu gia đi ra ngoài. Đây thật sự là... Quả... quá xinh đẹp. Tài Đức Quân lắp bắp. Lý Tiểu Hầu Gia thân là Hầu Gia, dám nam giả nữ trang thì thôi. Tài Đức Quân đoán được bọn họ khẳng định có chuyện cần làm. Nhưng tướng mạo này quả thực là hồng nhan họa thủy. Lúc Lý Tiểu Hầu Gia còn là nam tử, tuy rằng diện mạo tuấn tú, nhưng thân phận tôn quý, không ai dám có ý nghĩ khác với hắn. Nhưng một khi giả làm nữ tử, không ai sẽ nghĩ đây là Lý Tiểu Hầu gia thân phận tôn quý, cho nên mới khiến người ta suy nghĩ bậy bạ. Yên tâm, còn cần ngụy sinh dịch dung. Lý Lạc thản nhiên nhắc nhở. Hình như còn có chiêu này. Thuộc hạ quên mất, vậy lập tức chuẩn bị. Thiếu gia muốn dịch dung thành dạng gì? Ngụy sinh hỏi. Thanh tú là được, tránh châu hoa gẹo nguyệt, chậm chẽ chính sự. Lý Lạc nói. Thuộc hạ cũng cảm thấy thanh tú là được. Ngụy Sinh nghĩ một chút, đề nghị. Muốn dịch dung và có mặt thật là mẫu, không bằng thay đổi trên diện mạo của nội tử. Thê tử Ngụy Sinh là nữ tử thanh tú hoạt bát, hơn nữa là dịch dung thành mặt tức phụ, y đương nhiên là thuận tay. Không sao, người thấy tốt là được. Lý Lạc không có vấn đề gì. Còn thuộc hạ thì sao? Giả làm trượng phu của tiểu hầu gia, nam phận nữ trang, thuộc hạ lấy loại hình gì? Lý trưởng Thành khó có dịp buồn bực một lần kỳ thật trong lòng cũng có chút sợ hãi nếu để cho thái tử điện hạ biết phỏng chừng cái dấm này sẽ ăn thật lâu mà mình tuyệt đối không có trái tốt để ăn bình thường một chút ngụy sinh nói mỹ diễm không được thanh tú co thừa phối hợp với một công tử bình thường giàu có như vậy mới thích hợp hơn nữa mình phải dịch dung thành quản gia trung niên làm sao có thể để cho tiểu tử lý trường thành này quá tuấn tú ta không sao lý trường thành nói y chỉ hỏi một chút thôi nhưng Lý Lạc có cái nhìn bất đồng. Ta cảm thấy Lý Trường Thành càng tuấn Mỹ càng tốt. Tại sao? Ngụy Sinh hỏi. Thiếu gia, Lý Trường Thành cũng không hiểu. Lý Lạc nói. Con người luôn có trực giác về những điều đẹp đẽ. Chúng ta càng kiêm tốn, càng bị nghi ngờ. Nếu như sau khi dịch dung, chúng ta vô cùng phô trương. Như vậy người khác nhìn qua một cái sẽ cảm thấy không phải chúng ta. Không có ý nghĩ khác. Ngược lại, nếu quá khiêm tốn, bọn họ sẽ không ngừng đánh giá, sẽ tự hỏi những người này có phải là chúng ta hay không? Vậy thiếu gia cảm thấy thuộc hạ nên dịch dung thành thế nào mới tính là Tuấn Mỹ? Lý Trường Thành hỏi. Y không biết vì sao khi nói đến Tuấn Mỹ, trong đầu Lý Trường Thành hiện lên khuôn mặt cố quận thần. Y vội vàng bình tĩnh, mặt thái tử điện hạ không thể dịch dung. Ngụy Sinh cảm thấy sao? Lý Trường Thành hỏi. Ngụy Sinh mới là người động thủ. Thuộc hạ cũng không biết như thế nào mới gọi là Tuấn Mỹ. Ngụy Sinh thành thật trả lời. Lý Lạc suy nghĩ một hồi, chợt nảy ra một ý tưởng. Ta vẽ một bức họa, người hóa trang theo người trên bức họa. Lý Lạc vẽ xong, đưa bức chân dung cho Ngụy Sinh. Làm theo cái này. Vâng, Ngụy Sinh nhìn bức họa. Người này là... Yên tâm, sẽ không bị người khác nhận ra. Bởi vì người hắn vẽ là minh tinh hiện đại. Tưởng tượng tới gương mặt minh tinh hiện đại đặt trên mặt Lý Trường Thành cổ đại, Lý Lạc cảm thấy thú vị, ngẫu nhiên có chút tính trẻ con ngây thơ như trẻ con mới là sự tự do lớn nhất trong cuộc đời. Vâng, Ngụy Sinh lo lắng nhất chính là bị nhận ra, Lý Lạc đã chắc chắn y yên tâm rồi. Lý Trường Thành đi tới. Cho ta xem cái. Ngụy Sinh đưa bức chân dung cho y. Đối phương là mắt đào hoa, nhưng ánh mắt không dễ dịch dung, cho nên Trường Thành huynh, Người chịu thiệt dùng ánh mắt của mình đi. Dùng ánh mắt của mình mà gọi là chịu thiệt, Lý Trường Thành không hề cảm thấy bị chọc ghẹo. Người trên bức chân dung này ngũ quan bất kể là tách ra hay gộp lại đều là hoàn mỹ. Hơn nữa, chỉ sợ cặp mắt thật của y sẽ làm tổn hại đến vẻ đẹp tuấn mỹ của người trên bức chân dung. Không nghĩ tới ngũ quan của người cho dù tách ra, cũng có thể xuất sắc như vậy. Lý Lạc nhếch khóe miệng. Phẫu thuật thẩm mỹ. Cái gì? Lý Trường Thành nghe không hiểu. Phẫu thuật thẩm mỹ có nghĩa là gì? Lý Lạc trả lời. Đương nhiên là nghĩa trên mặt chữ, điều chỉnh dung mạo, sửa dung mạo không hoàn mỹ thành hoàn mỹ. Ví dụ, mũi ban đầu hơi sụp, không cao, đặt một cái gì đó bên trong mũi, mũi sẽ cao, sẽ đẹp. Còn có thể như vậy, Lý Trường Thành không tin. Nếu thật sự có thể phẫu thuật thẩm mỹ, trên đời này sẽ không có người xấu xí. Cho nên, chỉ có thể phẫu thuật thẩm mỹ trong tranh thôi. Lý Lạc nói, hắn không giải thích thêm, kiến thức hiện đại, người cổ đại nghe một chút cho biết, bởi vì thời cổ đại, những thứ công nghệ cao hiện đại có thể thực hiện, cổ đại không thể thực hiện. Cho dù có một số người thủ công xuất sắc hơn nữa cũng không được. Chờ ba người dịch dung xong, Lý Lạc nói, chuyện đầu tiên giao cho các ngươi, dùng hai khuôn mặt hiện tại của các ngươi đi hoàn thành. Là chuyện gì? Lý Trường Thành hỏi. Lý Lạc thuật lại sự tình của Tề Đức Quân một lần. Các ngươi đi tiếp cận Thanh Thanh, từ miệng nàng tìm hiểu tin tức của người kia. Cẩn thận quan sát Thanh Thanh chú ý đến giọng điệu của nàng dùng để đánh giá người kia. Thiếu gia yên tâm, chúng ta hiểu rồi, Lý Trường Thành nói. hai Trường Thành huynh, ngươi có thể đi tận hưởng mỹ nhân trong lòng. Ngụy sinh thở dài. Nếu ngươi thích, ta nhường mỹ nhân trong lòng cho ngươi, Lý Trường Thành hào phóng nói. Vẫn là thôi đi, nhà ta chính là nuôi dưỡng một con hổ cái, Ngụy sinh thuận miệng nói, y rất trung thành với tức phụ. Ta có một ý tưởng, đích xác có thể giúp ngụy sinh hưởng thụ lý lạc nói ý tưởng gì lý trường thành vội vàng hỏi chờ không kịp muốn nhường mỹ nhân trong lòng cho ngụy sinh hưởng thụ chương 363 vào ca vũ phường đợi lý lạc nói ra ý tưởng lý trường thành và ngụy sinh mạo danh thương nhân đi theo tề đức quân đến ca vũ phường ca vũ phường đích thật có chút khác với thanh lâu không có bầu không khí khoe khoang của thanh lâu bên trong tương đối có hương vị hơn nữa bởi vì diện tích lớn, bên trong là từng tiểu viện một, giống như tòa phủ đệ. Mỗi một vị tiểu thư đều có sân riêng. Bất quá, sân chính giữa phi thường náo nhiệt, bên trong có tiếng hát, cũng có tiếng cười đùa. Từ sân chính giữa phân chia bốn con đường Trung Nam Tây Bắc, dẫn đến các sân nhỏ khác nhau. Hứ, <laughs> mấy vị lão gia hảo. Lão bà Nương ra chào đón. Lão bà Nương là nữ nhân hơn 30 tuổi, diện mạo thập phần yêu diễm, nhưng không có khí tức của kỹ nữ, sống như một vị thái thái quý khí mười phần. ơ, à, đây không phải là tề lão gia sao? hôm nay lại mang theo. lão bản hiển nhiên là quen biết tề đức quân, bởi vì tề đức quân có sản nghiệp ở huyện bàn thành, cho nên mỗi lần đến nói chuyện làm ăn sẽ cùng khách nhân tới nơi này. tuy nhiên, lúc nhìn thấy lý trường thành, giọng nói của nàng cao vút. sống đến tuổi này, tuy rằng bất lão, nhưng đối với vị nam nhân tuấn mỹ như vị lão gia này, quả nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy. tề đức quân là một thương nhân. Loại tình huống này ông quen thuộc nhất, nhìn lão bản bị tướng mạo của Lý Trường Thành mê hoặc. Hôm nay mang theo khách nhân đến nói chuyện làm ăn, khách nhân muốn cô nương đẹp nhất đến chiêu đãi. Lão bản, Thành Thành cô nương hiện tại có rảnh rỗi không? Lão bản nương môi đỏ, nụ cười ngọt ngào. Đương nhiên rảnh rỗi, mấy vị mời vào bên trong, Thành Thành ở sân bên này. Ở ca Vũ Phường, cô nương nổi danh đều có sân viện riêng, Thành Thành là cô nương đẹp nhất trong ca Vũ Phường, sân của nàng đương nhiên là tốt nhất lão bản đưa mọi người đến sân của thanh 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 Thanh, có khách cửa phòng mở ra tiểu nha đầu lên tiếng lão bản nương thanh thanh đang tắm phải chờ một lát được ngươi doanh trà mau tới triều đại khách quý lão bản nương nói vâng mặc dù mỗi cô nương đều có sân riêng nhưng không có sự phân cách giữa sân này và sân kia tiểu nha đầu mang theo ba người lý trường thành vào chỗ ngồi lão bản nương vào phòng của thanh thanh một lát sau lão bản nương và thanh thanh đi ra Vậy, ngươi tiếp đón khách nhân cho tốt, ta đi trước. Lão bà nương yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho khách nhân cảm thấy như ở nhà. Giọng nói của Thanh Thanh rất ôn nhu, là cô nương xinh đẹp nhất trong ca vũ phường. Vô lý trưởng thành và ngụy sinh cho rằng, lực quyến rũ của nàng giống như kiêu dương huyễn mị. Thật không ngờ, nàng là một nữ tử ôn nhu, đích thật là xinh đẹp, được gọi là cô nương đẹp nhất trong ca vũ phường. Ngũ quan xinh đẹp không thể nghi ngờ, nhưng chủ yếu là khí chất của nàng, phi thường ôn nhu. Cái loại này lộ ra cảm giác ấm áp, làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Loại khí chất này so với khí chất của cô nương khác trong ca vũ phường, thật sự là bất đồng. Ba vị lão gia, ta là Thanh Thanh. Thanh Thanh giới thiệu, đi tới bên cạnh Lý Trường Thành. Là đại gia này muốn Thanh Thanh bồi ngài sao? Lý Trường Thành nói. Là y, chỉ vào ngụy sinh. Y, Thanh Thanh ngoài ý muốn, lão gia tới nơi này nói chuyện làm ăn, còn tìm cô nương cho hạ nhân. Y là quản gia của ta. Theo ta hơn 10 năm. Thích nhất là các cô nương xinh đẹp. Nghe nói Thành Thành cô nương chỗ này các người rất xinh đẹp. Nên đến đây xem. Đây là ý tưởng của Lý Lạc. Như vậy, có thể nhường cơ hội mỹ nhân trong lòng cho ngụy sinh. Đồng thời, cũng có thể nhìn thấy phản ứng của Thanh Thanh. Đường đường là cô nương xinh đẹp nhất ca múa phường, đi hầu hạ hạ nhân. Thanh Thanh nhất định sẽ hào hảo hầu hạ vị quản gia lão gia này, Thanh Thanh nói. Vậy thì tốt, Lý Trường Thành nói. Tề lão ra, chúng ta nói chuyện làm ăn, không cần quản y. <laughs> được. Tề Đức Quân và Lý Trường Thành nói chuyện, mà Ngụy Sinh thật sự không muốn Thanh Thanh hầu hạ y, nhưng nếu đã diễn kịch, y sẽ diễn toàn bộ. y kéo tay Thanh Thanh, nhấn cho ta tê chân. Tiểu nha đầu phía sau Thanh Thanh nhìn thấy, vội vàng đi lên. Thanh Thanh chính là cô nương đẹp nhất trong ca múa phường, sao có thể ấn chân cho đám người này? nhưng lại bị Thanh Thanh ngẩng đầu ngăn chặn. được rồi nàng mỉm cười chỉ trí vị trí trên giường bên kia quản gia đại nhân có muốn nằm xuống bên kia không ngụy sinh nhìn vị trí rất tốt sau đó nằm xuống giường trên giường quả thật thoải mái bởi vì đủ dài ngụy sinh nửa nằm chân có thể duỗi thẳng tiểu anh thượng rượu cho khách nhân chuẩn bị đào hoa nhưỡng và điểm tâm thanh thanh nói vâng tiểu nha đầu mang rượu và điểm tâm tới sau đó rót rượu cho ngụy sinh mời quản gia lão ra Ngụy Sinh mắt lạnh liếc nhìn nàng. Bốn quán gia phải bảo vệ thiếu gia, không thể chạm vào rượu. Nhà đầu tiểu anh cười nói. Quản gia lão gia đừng lo lắng, chỗ chúng ta rất an toàn, sẽ không xảy ra chuyện. Tiếng cười dễ nghe nhưng Ngụy Sinh không hài lòng. Chỗ các người, vậy ra khỏi đây thì sao? Ta... Nhà đầu muốn nói, đương nhiên bọn họ không chịu trách nhiệm khi ra khỏi đây, nhưng ở trước mặt Ngụy Sinh nàng không thể nói gì. Ngươi là cái gì? Cô nương không hiểu phép tắc gì cả. Ngụy sinh giả bộ tức giận. Hạ nhân phải có phép tắc của hạ nhân. Nếu chủ nhân không nói, không thể vượt ra ngoài phép tắc. Cùng chủ nhân đi ra ngoài, chủ nhân muốn ngao du, uống rượu. Hạ nhân không được đụng vào rượu. 12 canh giờ phải bảo trì thanh tĩnh. Hạ nhân phải biết bảo vệ chủ nhân. Tiểu nha đầu mất hứng. Quản gia lão gia, ngại tuy rằng là lão gia, nhưng cũng là hạ nhân. Ngụy sinh nhíu mày. Đúng vậy, cho nên ta mới hiểu quy của hạ nhân, cũng dạy ngươi quy củ hạ nhân. Nhưng tiểu thư chúng ta không phải hạ nhân, tiểu nha đầu nói. Việc nhấn chân cũng không phải việc tiểu thư chúng ta nên làm. Ơi ui, cô nương ca vũ phường tên dễ nghe hơn cô nương thanh lâu một chút. Đã làm kỹ nữ còn phải lập đền thờ trinh tiết. Cô nương chỗ các ngươi không phải hạ nhân sao, còn thấp hơn hạ nhân chúng ta. Giọng điệu nguyện sinh rất khinh thường, tiếp theo y ngẩng đầu, đến gần cổ thanh thanh. <laughs> người một chút là biết thơm hay thối, Thanh Thanh nhíu mày, đứng lên. Quản gia lão gia, ta đột nhiên cảm thấy thân thể có chút không thoải mái. Muốn nghỉ ngơi, ta thỉnh lão bản nương gọi cho ngài một cô nương khác. Người đứng lại, Ngụy Sinh trầm giọng. Ý người là sao? Người khinh thường, ghét bỏ ta. Mới ấn vài cái thân thể không thoải mái. Người là kỹ nữ còn muốn mặt nặng mày nhẹ. Mời ngài nói chuyện tôn trọng chút. Nhà đầu nói, tiểu thư chúng ta bán nhẹ không bán thân. Ngụy Sinh đứng lên, trực tiếp tát nhà đầu. Chỗ này là chỗ ngươi có thể nói chuyện sao? Ta là khách nhân. Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cũng may đây là ngụy sinh diễn xuất. Y xuất thân nội vệ. Diễn kịch kiểu này chỉ là chuyện nhỏ. Nếu để Lý Trường Thành diễn, thật đúng là diễn không tốt. Diễn kịch cũng phải có thiên phú. Lý Trường Thành phối hợp với diện mạo ban đầu của Y, toàn thân lộ ra một cỗ chính khí. Hiện tại dịch dung, các loại chính khí này mới giảm bớt một chút. Người! Tiểu nha đầu tức giận, Thanh Thanh đi về phía cửa muốn gọi người, nhưng bị Ngụy Sinh kéo lại. Người muốn làm gì? Chân ta vẫn chưa ấn xong đâu. Tiếp tục ấn cho ta. Người buông tay. Người mong buông tiểu thư nhà ta ra. Tiểu nha đầu xông lên, bị Ngụy Sinh vung tay hất ra. Tiểu nha đầu ngã xuống đất, muốn đứng lên, nhưng chân chuyển đến một trận đau nhói. Căn bản không đứng dậy được. Người làm gì? Tại sao lại ra tay đả thương người? Thanh Thanh nhìn Ngụy Sinh, vô cùng tức giận. Cho dù ngươi là khách nhân, người ra tay thương tổn một tiểu cô nương như vậy cũng không đúng. ngụy sinh cười lạnh, <cười> ta ra tay làm người bị thương là nàng ta kéo trước, ta chỉ đẩy nàng ấy ra. tất cả mọi thứ là do các ngươi làm trước. người một người đi ra bán tiếng cười, dài người nhấn chân còn ngượng ngùng xoắn xuýt. thế nào? muốn mặt mũi à? muốn mặt mũi thì không nên đi bán tiếng cười. người, người quá đáng. thế nhưng xuất ngôn tổn thương người. thành thành giơ tay lên muốn tát ngụy sinh một cái nhưng tay bị Ngụy Sinh nắm chặt. Tiếp theo Ngụy Sinh trở tay cho nàng một cái tát. Người xuất thân nội vệ tuyệt đối không có chuyện thương hương tiếc ngọc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Trường Thành và Tề Đức Quân đi ra. Sao lại đánh nhau? Lý Trường Thành hỏi. Thiếu gia, Ngụy Sinh nói. Các cô nương này không biết xấu hổ, muốn nhà đầu chuốc say thuộc hạ, còn ghét bỏ hầu hạ ta mất mặt. Lý Trường Thành nhíu mày, ta mắt nhìn về phía Thanh Thanh, hai mắt Thanh Thanh đỏ bừng, dấu bàn tay trên hai má vô cùng rõ ràng. Lý Trường Thành nghĩ, Ngụy Sinh diễn kịch thật giỏi, cái tát này đúng là đánh tàn nhẫn. Ngươi là quản gia của ta, xem thường ngươi chính là xem thường ta. Bất quá là một nữ nhân mà thôi, ngươi muốn làm như thế nào? Y giả vờ lạnh lùng hỏi, Ngụy Sinh chào phúng nói. Bắt nàng quỳ xuống xin lỗi, quỳ cho đến khi ta hài lòng. Lý Trường Thành nghe xong, gật đầu. Đã vậy, ngươi quỳ xuống xin lỗi đi, cho đến khi quản gia của ta hài lòng mới thôi. Các người, các người khinh người quá đáng. Thanh Thanh nâng cầm. Muốn ta quỳ xuống xin lỗi, không có khả năng. Thứ cho ta không thể chu đãi các ngươi Mời các vị đi cho. Không nói đến việc bọn họ tới đây làm việc. Cho dù bọn họ không tới làm việc, thái độ giống như Thanh Thanh, Lý Trường Thành không hài lòng. Bọn họ là khách nhân, cô nương ở đây bán rẻ tiếng cười, cung cấp với hạ nhân. Bọn họ trả tiền, cô nương nhất định phải khiến cho bọn họ vừa lòng. Mà một lời không hợp đã đuổi người, kiểu này các vũ phường không có lý. cô nương khẩu khí thật lớn, Lý Trường Thành nói. Ta không đi, cô nương có thể làm gì? Ta đi gọi lão bà nương, Thành Thành nói. Xin cứ tự nhiên, ta cho lão bà nương xử lý, Lý Trường Thành nói. Đi theo Lý Lạc nhiều năm như vậy, khí thế cường ngạnh trên người Lý Lạc, chính là tùy tiện học tập, Lý Trường Thành có thể học được 8 phần. Cho nên giờ phút này, ánh mắt y lạnh lùng khí thế, có loại cảm giác không giận mà uy. Thanh thành Thanh trước tiên đi lên đỡ tiểu nha đầu, bảo nàng ngồi xuống giường rồi đi tới cửa. Người đâu? Bên ngoài ca vũ phường có hộ vệ, nghe thanh âm Thanh Thanh, bọn họ chạy tới, tổng cộng có hai người. Thanh Thanh cô nương, xảy ra chuyện gì? Hộ vệ hỏi. Đi mời lão bà nương tới đây một chuyến, Thanh Thanh nói. Được. Một người rời đi, người còn lại lo lắng cho Thanh Thanh nên ở tại chỗ canh giữ. Trường 364 Có thai một hồi lâu sau lão bà nương mới tới có lẽ là bị chuyện gì trì hoãn lúc nàng đến tươi cười đầy mặt <cười> mấy vị lão gia, không biết thanh thanh là nơi nào đắc tội các ngài để các ngài phát hỏa lớn như vậy nàng mở miệng ôm chuyện trước rất biết làm người <laughs> ngụy sinh hừ một tiếng thiếu gia chúng ta bảo nàng hầu hạ ta nàng ghét bỏ thân phận ta thấp kém không chịu hầu hạ còn để nha hoàn trúc sai ta đây là ý gì Mở cửa làm ăn nếu đã tiếp đãi chúng ta. Chẳng lẽ con muốn chọn người hầu hạ? Lão bà nương cười bồi lẽ. <laughs> là thanh thanh của chúng ta không phải. Thanh thanh, mau bồi tội với vị lão gia này. Lão bà nương, thanh thanh nói. Cả vũ phường chúng ta mở cửa làm ăn. Nếu ta đã tiếp đãi nhóm khách nhân này, tự nhiên sẽ không kén chọn. Nhưng những gì xảy ra ngày hôm nay không phải là ta bắt bẻ khách nhân. Lão bà nương nhìn ngụy sinh, lại nhìn thanh thanh, sau đó nói. Không bằng, chúng ta nghe Thanh Thanh nói, các ngài thấy sao? Lý Trường Thành nhìn về phía Ngụy Sinh. Ngụy Sinh nói. Không vấn đề. Ngươi nói đi. Lão bà nương nói với Thanh Thanh. Vị quản gia lão già này muốn ta nhấn chân cho y. Lúc ấy tiểu anh đưa rượu cho y. Y không uống rượu. Nói sợ xe rượu không cách nào bảo vệ vị thiếu gia này. Ta nói có đúng hay không? Thanh Thanh hỏi. Ngụy Sinh gật đầu. Sau đó, tiểu anh nói, chỗ chúng ta rất an toàn. Nhưng quản gia lão gia lại nói, hạ nhân phải có quy củ của hạ nhân. Chủ nhân không mở miệng, hạ nhân không thể vượt quá quy định. Cùng chủ nhân đi ra ngoài, chủ nhân xã giao uống rượu, hạ nhân không thể chạm vào rượu, nhất định phải bảo trì thanh tĩnh 12 canh giờ. Hạ nhân phải biết bảo vệ chủ nhân, quản gia lão gia, ta nói có đúng không? Đúng vậy, ngụy Sinh nói. Bất quá ngươi bỏ sót một câu. Ta nói chỗ các ngươi an toàn, như vậy bên ngoài thì sao? Nhà đầu các ngươi không dám cam đoan, các ngươi không thể bảo đảm ta mới nói câu kia không phải giáo lý trương thành nói ta cho rằng trong việc này quản gia của ta không sai chút nào thay vào đó với tư cách là chủ tử ta rất vui vì hạ nhân của ta đã suy nghĩ cho ta lão bà nương nói vị lão ra này nói có đạo lý quản gia của ngài đích giác rất quan tâm ngài đứng ở góc độ ca vụ phường lời nói của ngụy sinh cũng không sai tuy rằng há miệng ngậm miệng nói từ hạ nhân không dễ nghe nhưng sự tình lần này cả vụ phường nói sai trước đích xác là không có lý. Tiếp theo, nhà đầu các ngươi nói ta cũng là hạ nhân. Ngụy sinh mở miệng. Ta nói ta đích xác là hạ nhân, cho nên mới dạy người quy củ hạ nhân, phải không? Thanh Thanh cười lạnh. <cười> Đúng thật là như vậy. Sau đó nhà đầu ngươi nói, ngươi không phải hạ nhân, cho nên loại công việc nhấn chân này ngươi không nên làm. Ngụy sinh tiếp tục. Chúng ta tới chơi, chúng ta tiêu tiền. Các ngươi bán tiếng cười, trong mắt chúng ta, ngươi và hạ nhân không khác gì nhau. Hơn nữa, ta sai ngươi nhấn chân cũng không quá đáng. Lão bà nương nghĩ sao? Lão bà nương gật đầu. Khách tiêu tiền là chủ nhân, thực sự không sai. Thanh Thanh cười lạnh. Sau đó ta nói thân thể không thoải mái, muốn nghỉ ngơi, mời một cô nương khách đến giúp ngài nhấn, nhưng ngài xuất ngôn đã thương người. Ngụy sinh nhíu mày. Không sai, ta nói ta ngửi mùi là biết thơm hay thối. Ngươi nói thân thể không thoải mái, ta xuất ngôn đã thương, kỹ nữ còn muốn lập đền thờ chẳng lẽ nói sai nếu người sợ người ta xuất ngôn làm tổn thương người thì không nên tới nơi này làm việc nếu đã làm lập đền thờ làm cái gì thật ra mà nói lời của ngụy sinh là điều mà tất cả mọi người sẽ nói một chút cũng không sai trong quan điểm của lý Trường thành và tề đức quân chính là thanh thanh ra vẻ làm kỹ nữ còn lập đền thờ chính là đạo lý như vậy không phải ai cũng có quyền lựa chọn con đường riêng vị quản gia lão gia này nếu ta nguyện ý ta cũng không muốn bị bán tới nơi này nhưng gia đình ta nghèo khó vì đệ đệ muội muội ta không có cách nào thành thành nói cho nên ta bị bán tới nơi này mới bị các ngươi khi dễ như vậy nếu thế ta giúp người chuộc thân lý trường thành đột nhiên mở miệng ồ phải không lão bà nương không kịp phản ứng thành thành cũng không kịp phản ứng thậm chí tề đức Quân và ngụy sinh cũng không kịp phản ứng không phải ngươi nói người bất đắc dĩ mới tới nơi này sao nếu thế ta chuộc thân cho ngươi ngươi nhất định sẽ đồng ý. Nếu không, đó chính là tự tát mặt mình, Lý Trường Thành nói. Hay là, ngươi quả nhiên muốn ở chỗ này làm kỹ nữ lập đền thờ? Cái này, không ai ngờ Lý Trường Thành lại nói như vậy. Trong lúc nhất thời, bên trong yên lặng, được một nam tử tuấn Mỹ chuộc thân có lẽ là mộng tưởng của mỗi cô nương. Ta, ta không làm thiếp, Thanh Thanh nói. Lý Trường Thành mỉm cười nhẹ nhàng. Người ngươi yên tâm, ta đã có thê tử, Ta rất yêu nàng ấy. Vậy ngươi... Tại sao ngươi lại chuộc thân cho ta? Thanh Thanh muốn hỏi như vậy. Ta có tiền. Ngươi đáng thương, không phải ư? Ừ. Lý Trường Thành hỏi ngược lại. Lão bà nương. Thanh Thanh nhìn về phía lão bà nương. Tiền bán thân của Thanh Thanh chúng ta rất đắt. Lão bà nương nói. Lý Trường Thành chỉ chỉ tề đức quân. Ta và tề lão bà đi cùng. Lão bà nương cho rằng ta không thể chuộc được sao? Cho dù ngài chuộc được, cũng phải xem ta nguyện ý mút thả hay không lão bà nương trả lời lý trường thành không sợ nàng luật pháp nước ta quy định mua bán là tự do không bị ép buộc đương nhiên chuộc thân cũng là tự do không được cưỡng ép nếu lão bà nương còn muốn ca vũ phường mở cửa ở chỗ này có thể thử thủ đoạn của ta xem người khí thế cứng rắn hay là bối cảnh của ta đủ cường người người là ai lão bà nương cảm thấy sự tình có chút không đơn giản đối phương sẽ không cố ý đến gây sự chứ thương nhân Lý Trường Thành trả lời. Nhưng thương nhân luôn có vài phần quan hệ. Có tiền có thể xử cả ma quỷ, lão bà nương không biết sao. Lão bà nương do dự một chút. Một ngàn lượng bạc, tiền trục thân của Thanh Thanh. Nàng không tin có người nguyện ý tiêu một ngàn lượng bạc để trục thân cho một ca nữ. Lý Trường Thành gật đầu. Ngụy sinh, trả tiền. Được. Sau đó Ngụy sinh lấy ra 10 tấm ngân phiếu, mỗi tấm 100 lượng bạc, vừa vạn một 000 lượng. Lão bà Nương cảm thấy những người này điên rồi, thật sự lấy ra một ngàn lượng bạc, nhẹ nhàng chuộc thân. Được, các ngươi đi đi. Lão bà Nương! Thành Thành muốn nói lại thôi, nàng không muốn đi, không biết người này vì cái gì chuộc thân cho nàng, nhưng hiện tại không có cách nào. Cảm ơn lão bà Nương! Người nên cảm tạ ý, lão bà Nương chỉ vào Lý Trường Thành. Cảm ơn thiếu gia Thành Thành nói. Đi thôi! Nhóm người Lý Trường Thành rời ca vụ phường, trở về trang tử của Tề Đức Quân thiếu gia người chuộc nàng ta đã làm gì ngụy sinh khó hiểu hỏi lý trường thành vỗ vỗ bả vai ngụy sinh không phải nàng còn thiếu ngươi một cái xin lỗi sao để nàng quỳ xuống xin lỗi đi hiện tại nàng là nha đầu của ngươi thành thành nghe xong toàn thân cứng đờ <laughs> không ngờ các người chuộc thân cho ta là muốn dẫm đạp ta các người thật quá đáng quá đáng ngươi cảm thấy làm hạ nhân không bằng làm ca nữ sao hạ nhân là dẫm đạp ca nữ không phải Lý Trường Thành hỏi lại. Cô nương thật là có ý tứ. Quỳ xuống xin lỗi quản gia. Chuyện này coi như chấm dứt. Về sau ăn phận làm nha đầu đi. Cảm ơn thiếu gia. Ngụy sinh khom lưng cảm tạ. Diễn trò phải diễn đến nơi đến chốn. Ừ, ta đi tìm thiếu phu nhân các ngươi. Dứt lời, Lý Trường Thành đi vào. Lý Lạc Nam giả dạ nữ trang đang xem sách. Xem chính là sách nhỏ, các loại linh tinh, tống cổ thời gian mà thôi. Thay Lý Trường Thành tiến vào, không thấy Ngụy Sinh có chút tò mò. "Một mình ngươi trở lại? Thiếu gia, ta mang ca nữ kia về." Lý Trường Thành nói. "Có ý gì?" Lý Lạc khó hiểu, vì thế Lý Trường Thành giải thích sự tình một lần. "Chuyện chính là như vậy, Thiếu gia cảm thấy ta làm như vậy được không?" Lý Lạc tán dương, "Làm rất tốt, mang nàng về rất tốt, bất quá tiền đề chính là ngươi định đối đãi nàng thế nào? Là ca nữ tầm thường sao?" Lý Trường Thành lắc đầu. Nhìn không ra nhưng có chỗ không giống ca nữ bình thường. Nàng hình như là rất khẩn trương, lại không cảm thấy nàng khẩn trương. Hơn nữa, nàng không muốn bị chuộc thân. Lão bà nương ca vũ phường cũng không giống người thường, phi thường mỹ diễm, lại không tục khí. <laughs> đã như vậy, để bên người quan sát một phen. Nếu vô tội thì thả, nếu không vô tội, như vậy sẽ có người tới tìm nàng. Hoặc là nàng sẽ nghĩ cách bỏ trốn. Vâng, thuộc hạ đã biết, hiện tại nàng đang bị phạt quỳ ở bên ngoài. Kế tiếp ăn bài nàng như thế nào đây? Lý Trường Thành hỏi. Đơn giản, gọi nàng tới hầu hạ ta. Lý Lạc nói. Hả? Hầu hạ thiếu gia? Được không? Vạn nhất bị thái tử điện hạ biết. Sợ là... Thân phận hiện tại của ta rất thích hợp. Lý Lạc trả lời. Lý Trường Thành cũng biết rất thích hợp. Thân phận hiện tại của Lý Lạc là thê tử của y. Làm nha hoàn hầu hạ nàng. Vừa vạn phù hợp thân phận của hắn. Vấn đề là... Nếu thái tử điện hạ mà biết, phỏng chừng chính mình sẽ bị giáo huấn. Đi thôi, ta đi gặp nàng. Tiếp theo, Lý Lạc đứng dậy. Thế nhưng, thân thể lão đảo một chút, cảm thấy đầu có chút vựng, bởi vì ngồi lâu sao. Thiếu gia, Lý Trường Thành lo lắng tiến lên một bước, đỡ hắn. Không có việc gì chứ. Chắc là ngồi lâu, thiếu máu. Lý Lạc tùy ý nói. Lý Trường Thành cười khẽ. <cười> Mẫu thần thuộc hạ nói, chỉ có nữ nhân mới thiếu máu. Thiếu gia đừng gạt ta. Lý Lạc đột nhiên nhau mắt. Thưa giả, làm sao vậy? Mình nói sai cái gì à? Lý Lạc không trả lời, trực tiếp kiểm tra mạch đập, tiếp theo lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Sao có thể? Sao có thể? Không thể nào. Hắn thế nhưng mang thai, khó trách gần đây ăn uống không tốt lắm, hắn vẫn không chú ý tới cái này. Thưa giả, làm sao vậy? Lý Trường Thành hoảng sợ. Trường Thành, người biết bí mật lớn nhất của Lạc Thị Nhất Tộc là cái gì không? Lý Lạc hỏi. Cái này thuộc hạ không biết. Lý Trường Thành nói, y biết Tiểu Hầu Gia là người lạc tộc, bởi vì Tiểu Hầu Gia chưa từng gạt bọn họ bí mật này, nhưng nhắc tới bí mật lớn nhất về lạc thị nhất tộc, y chưa từng nghe qua. Ngươi biết giả nhân là ai không? Lý Lạc lại hỏi. Không phải cứu cữu của ngài sao? Chính Tiểu Hầu Gia nói mà. Lý Lạc lắc đầu. Không, ngài là cha ta. Là ngài và phụ thân sinh ra ta. Là ngài 10 tháng hoài thai sinh ra ta chương 365, một đám người diễn kịch. Lý Trường Thành chấn động, nam tử có thể hoài thai, bí mật này sợ là sẽ kinh động thiên hạ. Ta, phụ thân thuộc hạ biết bí mật này. Phụ thân là người bên cạnh lão hầu gia, hẳn là biết. Ừ, Lý Lạc gật đầu, năm tuổi năm ấy, y nói cho ta biết bí mật. Lý Trường Thành nghĩ nghĩ, tiểu hầu gia đột nhiên nhắc tới chuyện này, chẳng lẽ là y đột nhiên mở to hai mắt. Tiểu hầu gia, Ngài Khẩn trương, xưng hô đều đổi Ngài có Ừ, hơn một tháng Có lẽ là thời điểm tới sơn trang suối nước nóng thì có Lạc thị nhất tộc tuy rằng nam tử có thể mang thai Nhưng tỷ lệ hoài thai kỳ thật không cao Không dễ dàng như nữ tử Không nghĩ đến Lần đầu tiên hắn đã có thai Hơn một tháng Lý lạc xoa xoa bụng Hơn một tháng nếu cố quận thần biết Hắn sẽ cao hứng cỡ nào Chưa từng trải nghiệm qua tâm trạng này nam tử mang thai cũng không quá khó tiếp thu. Có lẽ bởi vì hai tử trong bụng có quan hệ huyết mạch tương liên. Lý Lạc tự hồ có chút minh bạch. Năm đó cha ở tình huống như vậy, vẫn muốn bảo vệ mình. Huyết mạch tương liên là một loại cảm tình thực sự vi diệu, thực thần kỳ, cảm giác khiến người cảm thấy thực hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lý Trường Thành rất cao hứng. Chúc mừng tiểu hầu gia, thật sự là quá tốt. Thật là quá tốt, tiểu hầu gia mang thai không chỉ đơn giản là mang thai, đó là đại biểu cho thái tử có hậu. Thái tử trưởng tử, đích tử, ý nghĩa phi thường. Đích trưởng tử, đã là đích, lại là trưởng, đa số các gia tộc đều thích trưởng tử là đích tử. Trong tình huống gia đình giống nhau, gia sản khẳng định là do đích tử thừa kế, nhưng thứ trưởng tử cũng có thể kế thừa một ít gia sản. Cho nên, trước khi đích mẫu chưa sinh nhi tử, rất nhiều gia tộc không cho phép thứ trưởng tử ra đời, bởi vì chiếm gia sản. Thái tử có hậu, cũng đại biểu cho quốc gia có hậu, vận mệnh của quốc gia hưng thịnh. Nếu vậy, chúng ta có tiếp tục tới tư tường Vân Quốc không? Lý Trường Thành hỏi. Đường tới tư tường Vân Quốc xa xôi, hơn nữa bên kia rất nguy hiểm. Tiểu hầu ra có thai, thuộc hạ cảm thấy không thích hợp. Ta hiểu ý của ngươi, nhưng nhất định phải tới tường Vân Quốc và là thanh nữ mời ta, khẳng định có nguyên nhân. Hơn nữa, người kia nói, hỷ yến của Vân La Thanh Nữ là mộ phần của ta. Khẳng định cũng có nguyên nhân cho nên lần này không thể không đi. Nhưng an nguy của tiểu hầu gia... Hơn nữa, mẫu thân ta từng nói, ba tháng đầu mang thai rất nguy hiểm. Lý Trường Thành là sợ Lý Tiểu Hầu gia sinh non. Nếu sinh non, thái tử điện hạ khẳng định sẽ không bỏ qua cho y. Không có việc gì, ta khác với nữ tử. Lạc thị tâm pháp là vì bảo hộ thai nhi mà luyện. Ta mang thai, có một nửa nội lực sẽ không thể sử dụng. Một nửa nội lực đó sẽ bảo hộ thai nhi. Nam tử lạc tộc mang thai, nếu không có ý phá thai sẽ không sinh non. Thì ra là thế, Lý Trường Thành hơi chút yên tâm. Thế thuốc dưỡng thai. Lý Lạc cười nói, không cần. Thân thể của ta tự ta hiểu rõ, đi thôi, ra bên ngoài nhìn xem, không biết lúc nguyên mạt mang thai, người có nhiều lời thế này không? Không sợ thiếu gia chê cười, nàng đi vài bước, ta đều cảm thấy lo lắng. Lý Trường Thành lúng túng nói, thật là lo lắng, cảm giác mới làm cha, quả thực không cách nào hình dung. Bất quá lúc Lâm Bồn còn lo lắng hơn. Nghe thấy nàng ở bên trong kêu la, ta cảm thấy chân như nhũn ra. Rất nhiều nam nhân mặc kệ có bao nhiêu lợi hại, ở thời điểm thê tử sinh sản, đều sẽ bị dọa sợ. Nữ nhân trong cuộc đời có dũng khí nhất, đại khái chính là lúc sinh sản. Cảm giác dùng hết sinh mệnh cuối cùng cũng muốn sinh hạ hài tử, phi thường vĩ đại. Nữ tử làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, tình thương của mẹ vĩ đại vô pháp xem nhẹ hai người đi vào trong viện. Ngụy Sinh ở nơi đó, thành thành quỳ trên mặt đất. Có chuyện gì vậy? Lý Lạc mới 18 tuổi, thanh âm của hắn nguyên bản không trầm thấp như nam tử bình thường. Lúc này cố ý phóng thấp thanh âm, tuy không tới mức Hoàng Anh xuất cốc như nữ tử, nhưng phi thường thấp nhu, người nghe không thể nào nhận ra đây là giọng nam. Thiếu phu nhân, Ngụy Sinh hành lễ. Cô nương này ở ca vũ phường ra ngoài, nô tài đang giáo huấn nàng. Thiếu phu nhân, nghe Ngụy Sinh nói, nhẹ nhàng nâng đầu nhìn về phía Lý Lạc. Nàng cho rằng nam nhân tuấn mỹ như Lý Trường Thành, nữ tử ở bên cạnh y nhất định là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng thiếu phu nhân có chút bình thường, diện mạo không lá mắt, chỉ có thể xem như tiểu gia bích ngọc, nhưng khí chất cực cao, cực kỳ đẹp đẽ quý giá, không thể xem nhẹ. Có một kiểu người tướng mạo có lẽ không thực xuất sắc, nhưng sẽ khiến người càng nhìn càng thấy đẹp, bởi vì khí chất. Hồ nháo! Lý Lạc nói, Cô nương quỷ như vậy, thời gian còn dài. Mau kêu người đứng lên. Ờ, ừ, Ngụy Sinh nhìn về phía Lý Trường Thành. Còn không làm theo thiếu phu nhân nói. Đi. Lý Trường Thành mở miệng. Vâng. Ngụy Sinh nói với Thanh Thanh. Ngươi đi rửa mặt trải đầu một chút. Sau này coi như là nha đầu. Chờ lát nữa tới gặp thiếu phu nhân. Thanh Thanh hướng Lý Lạc. Nô tỳ tạ phu nhân cầu tình. Đi đi. Đợi Thanh Thanh rửa mặt trải đầu, thay trang phục nữ tỳ bị đưa tới trước mặt Lý Lạc. Lý Lạc nửa nằm trên ghế, nhớn mày nhìn Thanh Thanh. Quả thật là mỹ nhân, ca vũ phường đệ nhất mỹ nhân, danh bất hư truyền. Không bằng phu nhân ngàn vạn chi nhất, Lý Trường Thành lập tức nói. Ngụy sinh trộm cười, Lý Trường Thành cũng biết nói lời dễ nghe. Lý Trường Thành đương nhiên nghe thấy, dương mắt nhìn. Như thế nào? Ngươi không ủng hộ bổn thiếu gia? Nhìn đi, lập tức tự cao tự đại. Nô tài không dám, Ngụy sinh đáp nàng bất quá là xuất thân ca vũ phường, là người hạ đẳng, sao có thể so với thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân là bầu trời ánh trăng, băng thanh ngọc khiết, nhất cao quý. Lý là cảm thấy hai người này nói chuyện, từng người từng người tăng bốc có thể tăng mình tới bầu trời. Phải không? Hai người nói thật sẽ nghe. Chỉ sợ lúc tới ca vũ phường hoàn toàn không nghĩ tới ta. Nô tài nào dám nghĩ tới ngài? Ngụy Sên lập tức nói. Gia hỏa này Lý Trường Thành buồn bực cực kỳ. Phu nhân hẳn là biết, tao tới địa phương kia không phải là gọi cô nương. Gọi cô nương là để cho y chơi đùa. Phu nhân, thiếu gia nói đúng. Trong lòng thiếu gia chỉ có phu nhân. Chưa bao giờ liếc mắt nhìn nữ tử khác một cái. Cho dù là mỹ nữ, trong lòng thiếu gia không khác gì con kiến trên mặt đất. Không đáng giá nhắc tới. Nói xong, con nhìn Thanh Thanh liếc mắt một cái. Thanh Thanh ngồi yên cũng trúng đạn. Cảm thấy thật ủy khuất, vị quản gia này muốn ca ngợi phu nhân thì cứ ca ngợi đi cớ gì thời điểm so sánh còn nhìn chính mình thật là quá đáng ấn tượng của thanh thanh đối với ngụy sinh càng ngày càng kém được rồi các ngươi đi ra ngoài đi để cô nương này hầu hạ ta kêu thanh thanh đúng không lý lạc hỏi lý trường thành và ngụy sinh đi ra trong phòng chỉ còn lý lạc và thanh thanh đúng vậy thanh thanh bái kiến phu nhân thanh thanh hành lễ không biết tính cách phu nhân thế nào Vừa rồi ở bên ngoài cảm thấy nàng thật ôn nhu, hiện tại cái nhìn đã bất đồng, căn cứ thái độ của thiếu gia, đối với nàng rất là ái mộ. Nam tử vào ca vũ phường không gọi ca nữ, có thể thấy được tình cảm đối với thê tử cực kỳ thâm hậu. Ở bên ngoài miễn nghi thức, Lý Lạc nói, chúng ta ra ngoài du sơn ngoạn thủy, nương phu quan làm buôn bán. Bất quá tỷ nữ kia của ta không hợp khí hậu, bị bệnh trên giường. Khoảng thời gian ở bên ngoài này, ngươi hầu hạ ta đi tạ phu nhân cấp cơ hội. Thanh Thanh cung kính nói. Ngươi nói cho ta biết. Ngươi là người ở nơi nào? Trong nhà làm cái gì? Tại sao vào ca vũ phượng? Lý Lạc hỏi. Những lời này ở trong lòng Thanh Thanh chính là phu nhân vì an tâm mới hỏi. Kỳ thật, Lý Lạc đã bắt đầu kiểm tra. Chỉ là đối phương không biết. Thanh Thanh trả lời. Nô tỳ là người huyện Lăng Vân. Trong nhà gặp tai họa, cùng phụ thân mẫu thân tới nơi này cậy nhờ thân thích. Sau khi tới đây, ấu đệ trong nhà thân thể không tốt sinh bệnh nặng trong nhà lại không có tiền thân tích không tìm được cho nên chỉ có thể bán ta thật là đáng thương lý lạc than một tiếng vậy cha nơ ngươi đã trở về quê quán thanh thanh gật đầu nơi này trời xa đất lạ ấu đệ hết bệnh thì trở về <laughs> đừng nhụt chí có lẽ tương lai còn có cơ hội gặp mặt thân nhân lý lạc nói sợ là không có cơ hội bọn họ không biết ta đã theo phu nhân. Thanh Thanh nói, vẻ mặt thương tâm. Lý Lạc nghĩ nghĩ. Không bà, ngươi tới ca vũ phường, nói một tiếng với lão bà nương. Nếu thân nhân của ngươi tới, kêu bọn họ tới chỗ này truyền tin. Chỗ này là nhà của tề lão bản, chúng ta không ở đây. Tề lão bản sẽ gửi tin cho chúng ta. Ánh mắt Thanh Thanh sáng lên. Thật sự có thể sao? Đương nhiên có thể, đi đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Lý Lạc nói, đà tạ phu nhân, đà tạ phu nhân. Thanh Thanh quỳ xuống tạ ơn. Đợi nàng rời đi, Lý Lạc nói với Ngụy Sinh ở bên ngoài. Đi theo nàng, nhìn xem nàng đi nơi nào, tiếp xúc với người nào. Vâng, Ngụy Sinh đuổi theo. Lý Lạc trở lại phòng, viết một địa chỉ và vài cái tên lên giấy, sau đó giao cho Lý Trường Thành. Phái người đi tra địa phương này, Thanh Thanh nói đây là địa chỉ quê quán của nàng. Đây là tên thân nhân của nàng. Vâng, Thanh Thanh đi một lát đã trở lại, Thời gian trì hoãn không dài, trở về lập tức vào phòng hầu hạ Lý Lạc. Thành Thành quan sát Lý Lạc, phát hiện thiếu phu nhân nói không nhiều lắm, vẫn luôn xem thư, đọc tới chỗ thú vị sẽ nhấp miệng cười nhạt. Thành Thành càng xem, càng cảm thấy thiếu phu nhân có mị lực, phong cách nhàn nhạt, nhạt, che giấu mị lực, khiến người vô pháp bỏ qua, rất hấp dẫn. Khó trách người tuấn Mỹ như thiếu gia lại yêu nàng sâu sắc, cho dù không chắc có yêu sâu sắc hay không, nhưng vào ca vũ phường mà không gọi cô nương, hẳn là yêu sâu sắc nhận ra Thanh Thanh quan sát, Lý Lạc quay đầu. Người biết đọc chữ không? Thanh Thanh gật đầu. Biết vài chữ, phụ thân và mẫu thân đọc sách mấy năm, từng dạy tỷ đệ chúng ta. Vậy là tốt rồi, lại đây giúp ta niệm thư, ta đọc có chút mệt mỏi. Lý Lạc giao sách cho nàng, nằm trên trường kỷ bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy ngày nay đặc biệt thích ngủ, nguyên lai like là mang thai. Nếu ta ngủ rồi, không cần niệm. Vâng, nô tỳ đã biết, thỉnh thiếu phu nhân yên tâm. Thanh Thanh chuyển ghế tới bên cạnh mép giường Lý Lạc, nhẹ giọng đọc thư. Nàng thật sự ngoài ý muốn, không nghĩ tới thiếu phu nhân xem thoại bản. Thế nhưng cô nương xuất thân từ ca vũ phường như nàng, biết nhạ chữ thích hợp, dùng chất giọng thích hợp để đọc sách. Nàng đọc một hồi, nghe thấy tiếng thở của Lý Lạc dần dần yếu ớt. Nàng gọi, Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. Thấy Lý Lạc không phản ứng, nàng tới mép giường lấy chăn, muốn đáp cho Lý Lạc. Kết quả nhìn thấy một quyển sách là y thư vừa vặn mở ra nội dung về an thai thanh thanh nghĩ thầm chẳng lẽ thiếu phu nhân mang thai nghĩ tới đây thanh thanh cầm chân bông đắp cho lý lạc sau đó nàng lặng lặng ra khỏi phòng vừa tới cửa phòng đụng phải lý trường thành đi vào thiếu gia lý trường thành gật đầu một cái tại sao đi ra thiếu phu nhân ở bên trong làm sao bẩm thiếu gia thiếu phu nhân ở bên trong xem thoại bản một hồi hiện tại ngủ rồi thanh thanh trả lời ừ lý trường thành đẩy cửa đi vào không có việc gì, ngươi cũng lôi ra đi, không cần canh giữ ở đây. Thiếu phu nhân có ta bồi, còn có, nếu thấy một mình ta, ngươi có thể lui ra, tránh làm thiếu phu nhân nghi ngờ không cần thiết. Vâng. Thành Thành ngay từ đầu còn không rõ Lý Trường Thành vì cái gì nói như vậy, hiện tại đã biết rõ, nghĩ thầm, nam nhân này thật là ôn nhu săn sóc, nguyên bản nàng còn không xác định, thiếu gia có thật lòng với thiếu phu nhân hay không, nhưng là hiện tại xác định, bởi vì y lén yêu cầu Thiếu phu nhân thật là có phúc, có nam nhân lặng lẽ ăn bài hết thảy. Lý Trường Thành vào phòng đóng cửa, cửa đóng lại, Lý Lạc mở bừng mắt. Thế nào, Ngụy Sinh có phát hiện cái gì không? Ngụy Sinh làm quản gia, không tiện tới tìm Lý Lạc báo cáo sự tình, dễ dàng lộ tẩy, rốt cuộc làm gì có chuyện quản gia trong nhà, nhân lúc nam chủ nhân đi vắng, tới thương lượng sự tình với nữ chủ nhân chứ, như vậy sẽ gây ra đàm tiếu. Vâng, Lý Trường Thành nói. Ngụy Sinh nói cho thuộc hạ, nàng về ca vũ phường trực tiếp tìm lão bà nương. Hơn nữa hai người nói chuyện ngữ khí phi thường thân mặt, không giống như quan hệ giữa ca nữ mới chuộc thân và lão bà nương. Thân mật với lão bà nương sao? Lý Lạc suy tư một chút. Sau đó thế nào? Sau đó nàng trở lại, dọc theo đường đi không tới bất kỳ chỗ nào khác. Lý Trường Thành nói. Chẳng lẽ nàng phát hiện ra Ngụy Sinh theo dõi? Lý Lạc hỏi. Lý Trường Thành đáp. Thuộc hạ cũng hỏi Ngụy Sinh, Ngụy Sinh nói y tuyệt đối không bị phát hiện. Như vậy, phái người đi điều tra lão bà Nương. Lý Lạc nói, trực tiếp tới chỗ huyện lệnh hỏi thăm một chút tin tức cá nhân. Ta đoán, một cái ca vũ phường, huyện lệnh chắc chắn là có tin tức. Rốt cuộc, ca vũ phường muốn hoạt động phải có hậu thuẫn cường đại. Nếu không sẽ dễ dàng phát sinh tai họa, rất nhiều người sẽ đến nháo sự, mà huyện lệnh chính là ứng cử viên sáng giá. Vâng, thuộc hạ lập tức đi an bài. Ừ, Cẩn thận đừng lộ dấu vết. Thanh Thanh ở chỗ này, sớm muộn gì cũng có thu hoạch. Vâng. Hết chương 365.